ra. Mình đã có mặt ở đền thánh Báo Đáp. Hôm nay đền thánh Báo Đáp tổ chức lễ truyền dầu giáo phận Bùi Chu. Thế hả? Ủa, xinh thế, thế nào quen rồi. Mưa to ở Tăng ấy. Hôm đến nơi bảo nó xem nó có cái ô nào cho mượn cái. Đây đây chắc là thiên thần hai cánh, cái khách khẩu trang này. Tiến mày nọ. Không qua đây đâu. Đi vào nhà Phật chính đi. Ở đây là hàng quán khá là đông ạ. Hôm nay là một cái ngày lễ rất là lớn, thành ra rất là đông người. Đây đây chắc chỗ này đây. Hội trưởng nó được ấy rồi các bạn. Mình đến mình gặp người quen. Đây đây nó đây. Đây rồi. Đây rồi. Ban tổ chức đó. Bây giờ phải kiếm cái thẻ đã không, họ không cho quay. Đây là gì đây? Đây là heo. Cũng ở phần truyền thông của nhà thờ Công giáo. Vào kiếm cái thẻ đó. Rồi rồi ok. Mai lấy này là lấy tầm của địa phận anh ạ. Thì hôm nay kể cả truyền thông của xứ cũng không được làm việc luôn đấy. Thằng đây đây là nó dưới quần liêu, nó dưới quần liêu. Về đây giới thiệu với ông truyền thông. Xin cộng đoàn chúng ta vui lòng dịch ra phía ngoài.
Nó chuẩn bị rước á. Ngoài thế thế vào đây cũng được. Vừa nào. Mời cuối cùng là thứ quà. Anh cầm của em cái máy em cởi áo. Nóng hả? Thế để áo này mẹ thế hai. Mời các cầu tiến lên. Tiến lên hoặc tiến ra phía ngoài và đi tới đường nước. Mời quý cộng đoàn chúng ta ra phía ngoài cánh lễ đài, hai cánh lễ đài. Hôm nay 500 cha phải dự rồi. Sinh nghỉ học vào ra nước cha đi. Hôm nay rất là đông người luôn đấy. Ban chủ công chạy thủ cho công chạy thủ di chuyển ghế từ sân phía lan đường cánh lên sân khấu để đàn lên sân khấu để đàn. Xin ban chủ chúng ta thay thủ cho xin chuyển ghế lên sân khấu.
người, khá đông người. Đứng ở trên cái góc kia lìa xuống này. Dạ. Đứng ở trên góc kia lìa xuống dưới. Xin bên chùm giúp cho ghế một còn khu vực chính diện lễ đài, xin cộng đoàn chúng ta vui lòng dừng lại cho quý sơ. Xin cộng đoàn chúng ta vui lòng dừng chỗ cho quý sơ. Xin mời hai vị, một vị đọc bài đọc, vị đọc hát đắc. Các anh em, chúng ta không phải ban truyền thông giáo phận, xin vui lòng không quay phim chụp ảnh. Mình đã đến nói nó rồi mà. Dạ. Mình nói nó rồi mà. Dạ. Mình đã đến nói nó rồi mà. Dạ. Chủ yếu mình đi lại lộn xộn ấy, nó thánh lễ nó trang nghiêm thôi rồi. Còn là ấy cái vẫn bình thường. Sau thánh lễ truyền dầu, xin kính mời quý chức các giáo sứ chúng ta nhận dầu này. Trước trại ở
À thế hả? Mới lên trà, trước là thay hả? Chị ruột hả? Quen rồi. Và ca đoàn đang làm lót bài đại máy để dùng mới được máy này dùng đi còn IP anh chắc lấy lấy được và còn IP của anh chắc lấy có lấy nó đi lấy không quang lấy giờ quang lấy Thank you.
là dầu được cử sử dụng trong khi cử hành bí tích sức dầu. Dầu sẽ được sức trên trán và trên hai bàn tay của bệnh nhân. Qua đó, nhờ việc sức dầu và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, chính Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ bệnh nhân, giải thoát họ khỏi tội lỗi, cứu chữa và thương làm cho bệnh tình được thuyên giảm. Dầu thánh đã được Đức Giáo Mục hiến thánh là dầu có pha thuốc thơm và dùng trong ba bí tích có ghi ấn tín, được sức cho các tân tòng trong bí tích rửa tội, cho các Kitô hữu trong bí tích thêm sức, cho các linh mục và một cách sung mãn cho các giám mục trong bí tích truyền chức. Dầu này còn được dùng để cung hiến bàn thờ và nhà thờ. Thánh lễ hôm nay còn là biểu trưng cho sự hiệp thông sâu sắc trong mầu nhiệm giáo hội. Bởi chính trong và qua giáo hội, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và chức linh mục đời đời, để được ở lại hiệp thông với toàn thể nhân loại. Và nhờ Ngài mà chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa. Qua sự hiệp nhất hữu hình quanh Đức Giám Mục của mình, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và toàn thể giáo dân làm nên một thân thể mầu nhiệm duy nhất trong Đức Kitô. Thật ý nghĩa khi thánh lễ truyền dầu của giáo phận hôm nay được tổ chức tại giáo xứ Đền Thánh Báo Đáp, mảnh đất giàu truyền thống đức tin được truyền lại qua bao đời. Ngày 25 tháng 5 năm 2008, Đức Cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm đã ban sắc phong nhà thờ Báo Đáp lên đền thánh với tước hiệu Đền Thánh Thánh Thể. Điều này đã minh chứng cho sự phát triển vững vàng và lòng mến Chúa nhiệt thành của cộng đoàn tín hữu nơi đây. Cách riêng, thánh lễ truyền dầu hôm nay được tổ chức tại giáo xứ Đền Thánh trong bầu khí trang nghiêm và xúc mến. Kính thưa cộng đoàn, sự hiện diện đông đảo của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong thánh lễ hôm nay là dấu chỉ hữu hình cho sự hiệp thông sống động giữa linh mục đoàn với Đức Giám Mục của mình, giữa đoàn chiên với các vị chủ trăm trong giáo hội. Cũng trong thánh lễ này, các linh mục sẽ lặp lại lời các ngài đã tuyên hứa trong ngày thụ phong, để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong sứ vụ mục tử, trong khi cố gắng từ bỏ chính mình để gắn bó với Chúa Kitô, nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng với người mỗi ngày một hơn, nhờ đó mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn. Vì thế, giáo hội kêu mời mọi tín hữu cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và cho mỗi người, bởi mỗi Kitô hữu đều đã được sức dầu trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, tất cả mọi người đều được thông phần vào chức tư tế cộng đồng và được liên kết với nhau trong ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Athanasio nói rằng việc sức dầu chứa đựng hương thơm và mùi dịu của đấng sức dầu, và người được sức dầu được chia sẻ vào hương thơm đó. Nhờ đó, họ có thể nói như Thánh Phaolô rằng: chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô. Tất cả những ý nghĩa sâu sắc này sẽ được diễn tả qua bốn phần chính của thánh lễ làm phép dầu hôm nay. Phần thứ nhất, phục vụ lời Chúa. Phần thứ hai, nghi thức các linh mục lặp lại lời tuyên hứa. Phần thứ ba, nghi thức làm phép dầu. Phần thứ bốn, phục vụ thánh thể. Thank you.
Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trở thành cũng trung thành với sứ mạng tông đồ cho đời. Tình thương của sự hiện diện của quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, để góp phần làm cho thánh lễ hôm nay được linh động và sốt sáng. Xin cho dầu thơm của mỗi người Kitô hữu chúng ta được lan tỏa qua đời sống hy sinh, phục vụ, bác ái, yêu thương trong môi trường chúng ta đang sống. Chúng tôi cảm ơn chính quyền tỉnh Nam Định, huyện Nam Trực, xã Hồng Quang đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi về an ninh trật tự trong ngày lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Trong buổi lễ hôm nay được thành công tốt đẹp là có sự công tác góp phần rất lớn của các ban ngành đoàn hội trong giáo xứ. Xin cảm ơn cơ đoàn, ban kể, ban ngành đoàn hội, âm thanh, ánh sáng, công ty âm thanh Thanh Bình, ban truyền thông, ban khánh tiết, ban trật tự, ban y tế, ban hậu cần, ban lễ tân và tất cả các đoàn hội, các quý khách đồng hương,
Hà Nội, Nam Định, Sài Gòn và các gia đình ân nhân đã chung tay góp sức để tổ chức phục vụ thánh lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Kính chúc Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn bước vào tam nhật vượt qua với tâm hồn thánh thiện và tràn đầy niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh. Trong khi tổ chức và phục vụ, giáo xứ chúng con còn nhiều thiếu sót, xin Đức Cha, quý cha và cộng đoàn lượng thứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Trong tâm tình biết ơn Đức Cha, quý cha, chúng con có bó hoa đẹp nhất, xin kính dâng Đức Cha, xin Đức Cha vui nhận.
phòng ở nhà giáo lý cuối nhà thờ, trong khi các thầy phụ trách chia dầu cho các cha, và các cha từ trong nhà mục vụ dùng cơm trưa xong, các cha có thể ra phòng chia dầu tại nhà giáo lý cuối nhà thờ để nhận dầu về giáo xứ của mình. Xin lưu ý anh chị em ở hành lang lối đi của các cha trở về trung tâm mục vụ, xin chúng ta giữ trật tự để các cha di chuyển hết về trong nhà mục vụ, chúng ta mới di chuyển ra. Các con xin thông báo, phòng chia dầu là tại nhà giáo lý của giáo xứ tại cuối nhà thờ. Vậy xin các cha, trước khi về các cha ra lấy dầu để đem về giáo xứ của mình. Chờ thằng nữa đang ở trong kia. Ta làm. Hả? Đây hơn 10 triệu. Nó cắt kết nối được những cái gì? Phát trực tiếp trên Facebook và YouTube.
đây là dầu sẽ được làm phép thành dầu dự tòng. Được ghi chưa? Anh kia đâu rồi? Kia đang đứng chưa? Đây. Xin quý ông trong ban thừa tác viên, chúng ta lên sân khấu để dọn cả tên thế. Xin ông Xuyên, ông tác nghiệp đâu chúng anh? Ta về sân khấu luôn để dọn đầu lễ. Chắc là làm đầy thánh. Xin cảm ơn. Mai là làm đầy đến tháng đến cái ngày mấy nhỉ? Ngày 1 tháng 4 à? Nay là 1 tháng 4 này. Còn là ngày bao nhiêu? Mùng 9 à? Tuần sau. Tuần sau. Do Đức Cha làm chủ tế đó. Ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót đó. Ngày lễ đấy. Thế từ tối nay đến mai không đi đâu nữa? Không đi đâu. Cũng lấy to mà không đi à? Đứa to đâu? À, tí hỏi tất thăm cả nhà thơ, mấy mục sinh mà. Có anh em này đi thôi, chứ mình không đi. Con nào là bên nhà thờ được à? Nhà thờ. Rất sức Quần Liêu. Quần Liêu. Có là ban truyền thông Quần Liêu không? Có. Dạ, có anh. Lại không có cái... Quần Liêu gần Quần Cống à? Không. Nghĩa Sơn này, Nghĩa Sơn. Cái này đừng lâu pin không anh? Có pin dự phòng. Dự phòng chiến được không? Gần ngày. Cái này mấy triệu vậy? Mua cả khu có mò của nó. 12 triệu. Mới. Cũ thì chắc nữa. Đầu tư nhỉ? Bán con kia rồi, mua con này. Con khai lai nhau phải về. Mưa mất. Chào nhá. Đã sống sầu thay tân phong người. Nắp cái chân này vào tập cái lực sống. Bắn đi. Tây miền Nam. Em là cô gái mà anh về vương ơi. Làm cái này. Đi tìm luôn. Đi tìm luôn. Bây giờ chẳng nghe
nó anh đang đi không bạn? Đang ăn chán mà. Hả? Đấy đang làm gì đấy? Anh đang đi một đoàn nữa. Đi trên đó đáp vừa 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 đi nhanh đi, tắt mẹo máy đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.